Thưa quý vị, với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, hiện nay Đảng ủy phường Thạc Gián là đơn vị đi đầu của quận Thanh Khê trong việc hoàn thành đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, góp phần tạo khí thế mới, phát huy tốt vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở của mỗi chi bộ, đóng góp vào sự phát triển của địa phương. Đây là đại hội chi bộ khu dân cư trung lập B6 lần thứ 16, nhiệm kỳ 2022-2025. Nhiệm kỳ qua, với sự lãnh đạo sâu sát kịp thời của Đảng ủy phường Thạc Gián, cùng sự nỗ lực, quyết tâm cao của cấp ủy, chi bộ, đoàn thể, các tổ dân phố và dân dân khu dân cư trung lập B6, chi bộ đã thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội chi bộ lần thứ 15 đã đề ra. Tại đại hội lần thứ 16, chi bộ đã bầu ra cấp ủy khoa mới và đã quyết tâm tiếp tục phát huy những mặt tích cực, khắc phục hạn chế của nhiệm kỳ trước, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới. Thông qua cái đại hội hôm nay thì chúng tôi thấy là cái sẽ có một cái sự khởi sắc trong các hoạt động sắp tới, tạo sự đồng thuận từ cấp ủy đến đảng viên đến các cái trưởng phó ban tổ dân phố và sẽ dĩ nhiên là triển khai đến nhân dân. Trên nền tảng việc thực hiện tất cả các hoạt động của khu dân cư trong thời gian tới sẽ có nhiều khởi sắc hơn. Đến nay, 25 trên 26 chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường Thạc Gián đã tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Để có được kết quả này, ngay sau khi Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê có chỉ đạo hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, Đảng bộ phường đã ban hành công văn về hướng dẫn tại đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025, trực tiếp chỉ đạo hướng dẫn 26 chi bộ trực thuộc chuẩn bị và tổ chức đại hội một cách chu đáo, thực sự là được sinh hoạt chính trị quan trọng của mỗi chi bộ. Để mà hoàn thành cái công tác lãnh đạo chỉ đạo đối với các chi bộ trực thuộc đảng bộ phường, thì cá nhân tôi là người đứng đầu thì phải quán triệt, định hướng và xác định rõ trong tập thể ban chấp hành đảng bộ phường là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và phân công trách nhiệm cụ thể cho các đồng chí đảng ủy viên phụ trách cho các chi bộ trực thuộc. Kinh nghiệm thứ hai là chúng tôi có cái đội ngũ cấp ủy có cái sự đồng thuận ủng hộ cao đối với cái chủ trương mà quyết tâm hoàn thành cái tiến độ đại hội trong tháng 7 năm 2022. Thông qua nỗ lực hoàn thành đại hội các chi bộ cơ sở, Đảng ủy phường Thạc Gián đã và đang tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, củng cố xây dựng đoàn kết, thống nhất trong mỗi chi bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, đồng thời đánh dấu một khởi đầu mới với quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao để các chi bộ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng phường nhà ngày một văn minh, giàu đẹp.